Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại video clip ngày hôm nay vào buổi chiều thì xin thưa với các bác rằng là các ma tăng, sàm tăng của chúng ta thì đã trải qua một cái mùa Vu Lan có thể nói rằng là thất thu. Còn đối với các thánh tăng hay bậc chân tu thì họ không hề vấn đề gì cả. Họ vẫn tiếp tục cái công việc của mình thường ngày, đó là tu tập, sửa đổi vân vân để mà hoàn thiện, để mà giác ngộ và cố gắng truyền đạt những cái điều tốt đẹp đến trong cuộc sống mà không cần có một cái đồng chi phí nào. Nó tự nhiên như là cơn gió, tự nhiên như hơi thở. Cái sức lan tỏa nó có thể âm ỉ nhưng mà nó vô cùng bền vững, bởi vì cái phạm hạnh của những bậc chân tu nó tự động nó lan tỏa chứ không cần bất cứ một cái công cụ, một cái phương tiện truyền thông nào cả, mà có đến thì nó cũng chỉ là cái hữu duyên mà thôi. Trong quá thời gian làm nội chính, bao gồm có thông tin về nội chính, thông tin về Phật giáo hay là các hoạt động xã hội khác, thì tôi nhận ra một cái điều thế này. Có lẽ cái điều người ta sợ nhất là người ta sợ chân lý, sợ sự thật. Các bác cứ nghĩ đi mà xem, người ta sợ nhất cái điều đó, sợ nhất nhiều người biết được cái điều này. Cho nên khi một người có chân lý, có sự thật rồi, thì họ đâu có ngại gì đâu. Thế cho nên khi mà một vấn đề xảy ra mà mãi lâu không giải quyết, thì người ta cũng tự hỏi rằng là ồ, nó phải có cái gì chứ, nó khó ở chỗ nào chứ, nó ở cái điểm nào chứ. Một cái xe mà chạy mãi không tới nơi thì cái xe đó là hết xăng chăng, cái xe đó là bị lủng lốp chăng, cái xe đó là bị hỏng bộ phận nào đó chăng. Tức là một quãng đường bình thường mất 2 tiếng mà bây giờ mất đến 5-6 tiếng thì chứng tỏ rằng nó phải có một cái gì đấy. Mà cái cản trở này á, ở trong các hoạt động mà chúng ta cho rằng là nó cực kỳ đơn giản mà tại sao mãi không xử lý. Nó rất đơn giản mãi không xử lý. Và đa phần những cái việc không xử lý hoặc là chưa xử lý hoặc là chậm xử lý, nó vướng vào cái vùng khó, vùng cấm hay gì đấy. Bây giờ chẳng có vùng cấm nữa, nhưng chắc tồn tại cái vùng khó. Bởi vì với những người khác, những người mà không có quan hệ, không có tiền tệ, không phải là hậu duệ của ai cả, thì xử lý họ đơn giản phút mốt. Một anh mà thậm chí là cướp ngân hàng, các bác thấy không? Cướp ngân hàng, bịt mặt các kiểu, dùng các thứ ngụy trang, chỉ vài tháng sau hoặc vài tiếng sau, thậm chí có những vụ chỉ cần vài tiếng là bế phút mốt. Thế nhưng mà có những người mà nhiều khi là nhìn rõ buồn một ra rồi mà mãi chưa xử lý. Thế thì nó có những cái vướng gì chứ? Làm về công tác nội chính nhiều khi nhiều người không sợ, bởi vì rằng là người ta biết rằng là người cộng sản chân chính người ta thế nào. Bác Trọng ngày xưa nói một cái câu từ những năm 84 nhé, từ hồi đó ấy, phải nói bác Trọng của chúng ta là từ những cái năm mà chỉ làm chuyên viên cho tạp chí Cộng sản thì đã có nhiều bài viết mà có thể nói là cực kỳ nhạy cảm. Nếu mà xét bối cảnh bây giờ, chứ đừng nói là xét bối cảnh lúc đó. Một trong hai cái bài mà bác ấy viết rất nổi tiếng, bác ấy nói trong dùng những cái từ rất là cay đắng. Năm 1977 thì bác ấy đã nói rằng là một chuyên gia thành thạo công việc thì cho dù có là chuyên gia tư sản đi chăng nữa thì cũng có giá trị hơn 10 đảng viên cộng sản hoành hoang. Có nhắc lại câu nói của Lenin như vậy. Hay như năm 1984, trước công cuộc đổi mới thì bác cũng đã nói một cái điều rằng dân lúc đó người ta vẫn đang nói đảng viên thì nhan nhản mà cộng sản thì hiếm hoi. Tức là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Hôm trước tôi có làm một cái bài trên đó mà người ta bảo tôi phản động. Tôi gửi luôn cho bên mấy anh em bên A05. Thế là một anh phó của A05 và comment bảo rằng là đúng vậy, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Bây giờ nhiều người người ta cũng nhận được cái điều đó. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ là có những cái nó khó làm thế. Nó khó chỗ nào? Chúng ta có tiêu chuẩn, có gì đó rồi, chúng ta cứ thẳng tưng mà làm có cái gì đâu. Đã đúng chân lý, đúng sự thật thì cứ thẳng tưng mà làm thôi. Trong nội chính thì chân lý sự thật nó là cái gì? Nó là những điều đảng viên không được làm. Vậy thì những ai vi phạm những điều này, chúng ta cứ thẳng tưng mà chúng ta cho ra khỏi hệ thống, thì chắc chắn rằng là
không chỉ nhân dân vui mừng mà ngay cả những đảng viên ở trong hệ thống cũng vui mừng, đúng không? Liên quan đến sàm tăng ma tăng này cũng thế, anh tu không đúng đạo Phật, không đúng giới luật, anh làm lung tung, anh vi phạm những cái điều mà Đức Phật đã ghi từ ngày xưa ngày xưa, anh vi phạm những cái điều mà hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa ra, anh truyền bá những cái thứ mà mang tính chất vi phạm pháp luật như truyền bá mê tín dị đoan, thế thì cứ thẳng tưng mà làm thôi. Những người khác phút mốt, như có một số người lên trên hầu đồng người nọ vân vân, rồi là truyền bá mê tín dị đoan, rồi là bói toán, rồi bổ cao vân vân, bế phút mốt dân chả ai kêu, đúng không? Dân chả ai kêu, bởi vì nó đúng chân lý, đúng sự thật mà. Anh đã vi phạm pháp luật, anh đã vi phạm những cái điều mà pháp luật ghi trong đấy là sai trái, anh đã vi phạm những cái điều mà Đức Phật ngày xưa cũng ghi vào đó là không đúng. Cho nên bế những người đó đi và xử lý những người đó, dân không ai kêu, hoặc là có những người kêu và kêu rất ít, và đó chỉ là thiểu số. Nếu đúng quy luật, khách quan, đúng chân lý thì chắc chắn không ai kêu cả. Thế vậy tại sao mà chúng ta ngại gì mà không đi xử lý mấy cái ông này? Ngại gì mà không đi xử lý mấy ông này? Mấy ông này là vùng cấm à? Mấy ông này là vùng khó à? Những cái gì mấy ông này làm là chưa đủ điều kiện à? Chúng ta vì cái gì? Chúng ta vì một xã hội ổn định, đúng không? Chúng ta vì một giáo pháp chính thống chính gốc, chúng ta cần những người tu chân chính, hay chúng ta vì cái gì? Khi tôi hỏi câu này là chắc chắn nếu mà nó đến tai của một số người thì người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Đó là bởi vì người ta không giải quyết được, không giải thích được. Nếu nó là sự thật, nó là cái gì đấy thì người ta giải thích rất dễ. Người ta lên người ta nói một câu là xong, anh này đã vi phạm cái này, bắt, bế, xử lý hành chính, vân vân, nhẹ như lông hồng, chả có gì mà phải phức tạp, phải vướng mắc, đó, nhẹ lắm, không có gì khó, trả lời ngay. Nhưng cái gì khó, vướng ấy, thì mãi không đấy trả lời, mãi không đấy trả lời, mãi không đấy thì gì đấy. Bảo anh trả lời nhanh lên, từ từ đang tính. Tính cái gì? Pháp luật pháp lý có đầy đủ hết rồi, tính cái gì nữa? Hay là tính thế nào để cho nể nang nhau? Hay là tính thế nào để mà giúp đỡ nhau? Tính thế nào để mà bỏ qua cho nhau? Tính thế nào để làm giảm nhẹ nó đi? Chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa chuyện nhỏ hơn, chuyện nhỏ hơn chuyện hóa chuyện nhỏ nữa hóa không có. Cay đắng lắm nhưng mà phải nói như vậy. Ngại cái gì mà không xử lý? Ta bảo là vấn đề tôn giáo phức tạp hóa, phức tạp chỗ nào? Phức tạp chỗ nào? Xử lý họ chúng ta chỉ cần đưa ra hai cái. Một là vi phạm những cái điều mà giới luật của Đức Phật không cho phép. Và đọc ra, kinh sách có rất nhiều rất đầy. Vi phạm những điểm này. Hai là gì? Vi phạm pháp luật. Điều này, điểm này, những hành vi này là vi phạm. Ngọc Trinh bị bế phút mốt, mặc dù chỉ là một cái clip được đưa lên mạng thôi, thì ông này truyền tải những cái điều sai sự thật, sai giáo lý của Đức Phật đến hàng triệu triệu tín đồ, ảnh hưởng nó gần gấp 1.000 lần học sinh Ngọc Trinh, mà tại sao vẫn không xử lý? Đúng không ạ? Thiếu gì cái để mà chúng ta có thể nói là xử lý vấn đề này. Cho nên ấy, nếu mà có một cái tấm lòng vô tư trong sáng thì xử lý phút mốt chả có gì. Hay nó vướng cái gì thì cũng phải nói ra mọi người biết là nó vướng cái gì. Biết đâu là dân lại chỉ ra và tôi đang vướng cái chỗ này. Là đang chưa có cái bằng chứng để mà hỏi họ vân vân. Thế thì khéo là một người trong chính cái đạo tràng đấy của ông Trân Quang chẳng hạn. Báo cáo anh em có bằng chứng. Em là em có bằng chứng. Em đã gửi cho các anh. Em có bằng chứng, em sẵn sàng đứng ra làm chứng, đối chất. Đấy. Cứ dựa vào dân, cứ lăn xả vào người dân.
cứ sống cùng người dân, dân lại giúp cho hết, miễn là làm những gì tốt nhất cho người dân thì dân sẽ sẵn sàng, không thiếu. Kể cả ông kia cũng thế, phải mình kể cả mấy ông lại thế, cứ giơ tay lên nói cái vào là khó cái này cái là lập tức rằng là dân giúp mày, mà giúp miễn phí. Tôi đã bị ông Thái Minh lừa lần rồi, lần này tôi đứng đây làm chứng, tôi không muốn những người khác bị ông Thái Minh lừa nữa, thế thôi. Đây, lập tức rằng là có đến 4-5 lời khai người làm chứng, mà thậm chí có cả 500-600 người có thể là bị kết tội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi, lừa người ta, đúng không? Cho nên cái câu chuyện là ngại gì mà không làm, hậu quả kinh hoàng như thế tại sao không làm, nó phá hoại không chỉ là đạo Phật mà cả xã hội Việt Nam nó ghê gớm như thế mà tại sao không làm, tại sao chậm làm. Cảm ơn các bác rất là nhiều.